Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách ta thì êm ái và gánh ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, lời Chúa Giêsu rất là an ủi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề. Hãy đến với ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Khi đọc cái đoạn tin mừng hôm nay, có lẽ chúng ta cảm nghiệm được một niềm an ủi lớn. Cách này hay cách khác, mỗi người chúng ta có những mệt nhọc, có những cái vất vả của mình, và lời Chúa Giêsu mời gọi hãy đến với Ngài để được nghỉ ngơi, để được bổ dưỡng. Ở đây xin gợi lên hai điểm chúng ta lưu ý khi mà nghe đoạn tin mừng này. Cái thứ nhất, khi tìm kiếm định hướng cuộc sống, đừng đặt Chúa sang một bên. Nếu chúng ta nhìn lại bối cảnh của tin mừng hôm nay, thì theo các đọc thập giả Kinh Thánh giúp chúng ta, Chúa Giêsu đề cập đến gánh nặng là Ngài nhắm đến việc chỉ trích những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, những người có nhiệm vụ giải thích luật Chúa cho dân Chúa, nhưng họ trong cách giải thích họ đã đánh mất tinh thần của luật. Do vậy, sự giải thích của họ trở nên gánh nặng cho đời sống của những người tin Chúa. Có nghĩa là đoạn tin mừng này dường như đang nói những người Pha-ri-siêu đang tìm kiếm định hướng cuộc sống chính trong lề luật và bỏ qua một điều rất quan trọng trong niềm tin, chính là giao ước giữa Thiên Chúa với Chúa Chọn. Có nghĩa đây là một mối tương quan, và họ quên. Lẽ ra vì quá chú trọng đến phải làm cái này không được làm nọ, và họ quên đi lẽ ra những điều này, những điều mà trong lời luật là để hướng đến, để gắn chặt cái mối liên kết, cái mối thân tình này, cái giao ước này. Do vậy, nếu đặt Chúa sang một bên, con người sẽ mãi bất an, sẽ mãi kiếm tìm. Chúng ta nhớ đến Thánh Augustine. Chúng ta biết cái thời trẻ, cái thời mà Ngài đang tìm kiếm Chúa, Ngài đã chật vật rất nhiều, và rồi chúng ta biết Ngài trở thành một vị thánh lớn. Và Ngài đã viết trong cái cuốn tự thuật của Ngài: linh hồn con mãi mãi bất an, mãi mãi không an nghỉ, cho đến khi con được an nghỉ trong Chúa. Chỉ khi gặp Chúa, cái sự bất an đó mới hết. Cái điểm thứ hai, Chúa Giêsu nói hãy đến với Ngài để mà giải quyết cái vấn đề trước đó. Khi mà tìm kiếm định hướng cuộc sống, đừng đặt Chúa sang một bên. Cái điểm thứ hai, Chúa nói hãy đến với Chúa. Nếu chúng ta nhớ lại cái bài tin mừng hôm thứ ba, tin mừng hôm nay là Matthew chương 11 câu 28 đến câu 30. Chương trước đó một vài câu 11, 20 đến 24 chúng ta nghe trong ngày thứ ba đó. Trong đó Chúa Giêsu quở trách ba thành phố. Ba thành phố này là trực tiếp chứng kiến những phép lạ của Chúa, nhưng họ đã không nhận ra Chúa. Họ đã thực sự không có theo nghĩa là đến với Chúa. Như vậy có nghĩa là khi Chúa nói hãy đến với ta, hãy đến với Ngài, thì không chỉ nói chúng ta hãy gặp Ngài, mà là cái việc gặp gỡ này đồng nghĩa với việc hãy tin vào Ngài, tin vào những gì Ngài dạy.
những gì Ngài có thể làm cho chúng ta. Và niềm tin như vậy không có nghĩa là chúng ta đến và như và rồi lơ đễnh những trách nhiệm, những công việc của mình, mà chúng ta cũng phải thực hiện cái phần công việc của chúng ta. Đó là Chúa nói hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta. Có nghĩa là chúng ta đến và được mời gọi sống theo những lời dạy của Chúa, chấp nhận những lời dạy của tin mừng, sống theo đường lối của Ngài dạy. Khi đó chúng ta sẽ có sự khôn ngoan, sẽ có sức mạnh để vượt qua những khó khăn, những thánh giá hàng ngày. Và chắc chắn khi đó đời sống Kitô hữu sẽ bình an. Và thật sự nếu chúng ta nói chúng ta vẫn đang sống đời sống Kitô hữu của mình nhưng cảm thấy bất an, có lẽ chúng ta đang có cái điểm gì đó sai sai và chúng ta cần xét lại. Kính thưa cộng đoàn, ước mong mỗi người chúng ta dám tin, gắn kết và theo Chúa Giêsu để chúng ta được nghỉ ngơi, được bổ dưỡng trong Ngài. Amen. Anh chị em thân mến, sống ở đời ai tránh được những gánh nặng vì nó gắn liền với phận người. Có gánh nặng gia đình, gánh nặng nghề nghiệp, gánh nặng bệnh tật, gánh nặng tuổi tác. Có gánh nặng buồn đau của quá khứ, có gánh nặng lo âu cho tương lai. Xem ra mỗi người khó vác nổi những gánh nặng của đời mình, cho nên Chúa Giêsu hôm nay mời gọi tất cả chúng ta là những người đang vất vả, khổ sở, tất cả những ai đang chán nản trên những nẻo đường đời đến với Ngài để tìm được sự nâng đỡ và bình an trước những gánh nặng của cuộc sống. Tất cả những ai vất vả, mang gánh nặng nề, hãy về đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời nhắn nhủ thiết tha của Chúa Giêsu đối với các môn đệ là những người hết lòng tin tưởng, trao phó cuộc đời cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Họ không cậy dựa vào tài năng, quyền lực và sức mạnh. Họ không cậy dựa vào đồng tiền, vào thế lực, nhưng đặt cuộc đời của mình trong tình thương Thiên Chúa để Ngài sắp xếp cho mình. Chúa là đấng quyền năng thấu suốt mọi nơi bí ẩn. Ngài biết điều gì cần cho người này, điều gì cần cho người khác, điều gì cần cho chúng ta. Có một em bé ước mơ được đóng một vai nào đó trong vở kịch được tổ chức cuối năm học. Em bé nói với mẹ điều đấy, và bà mẹ biết là em không có khả năng để bước lên sân khấu đóng bất cứ một vai nào. Tội nghiệp em bé cho đến ngày mà trình diễn văn nghệ, bà mẹ nói với em, con với mẹ sẽ đóng vai những người vỗ tay tán thưởng cho bạn bè. Vai đấy quan trọng, vỗ to lên bạn con sẽ thích thú. Và thế là một buổi văn nghệ đầy hào hứng, em bé luôn vỗ tay tán thưởng. Chúa cũng vậy, Chúa sẽ sắp xếp cho chúng ta một vai nào đó trong cuộc đời mà chúng ta cảm thấy êm ái và nhẹ nhàng. Anh chị em thân mến, thỉnh thoảng chúng ta gặp những hình ảnh đẹp trong đời sống đạo của chúng ta ở đâu đó trong phố xá phồn hoa tấp nập hay giữa những làng quê hẻo lánh, nghèo nàn. Khi chúng ta thấy những người Kitô hữu của chúng ta đi ngang qua nhà thờ, đi vào viếng Chúa, đứng trước đài Đức Mẹ, cúi đầu đọc kinh. Chiều hôm qua ở núi Cúi, sau cái giờ hành hương, chính mắt tôi chứng kiến cả hàng nhiều chục người đứng dưới chân núi hướng về tượng Đức Mẹ xa cả nhiều trăm thước để mà cầu nguyện. Những hình ảnh đấy, và gần đây ở trong một tờ báo có hình ảnh một người chạy xe ôm đứng ngoài hàng rào nhà thờ trầm ngâm với tràng hạt mân côi trên tay. Hình ảnh đấy chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy xuyên qua đó
là lòng tin của anh chị em chúng ta. Phần chúng ta khi thất bại vì cuộc sống quá nhiều mưu mô bon chen tranh giành, khi thấy mệt mỏi vì quá nặng nề căng thẳng, chúng ta cần một nơi đáng tin cậy để đến và phó thác. Còn nơi nào tốt hơn là đến cùng Chúa? Chúa luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, luôn biết toàn bộ câu chuyện của cuộc đời chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta trao vào trong tay Chúa những gánh nặng của công việc làm ăn, của bản thân, gia đình, con cái, của ưu phiền lo toan và cả của những đam mê tội lỗi. Tự sức chúng ta không thể vượt qua được những hệ lụy của thân phận con người nếu không có Chúa trợ giúp. Chúng ta cần chạy đến với Ngài. Amen. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Những ai đang vất vả, những ai đang đau khổ, những ai đang sầu muộn, những ai đang gặp những khó khăn, và Chúa sẽ nâng đỡ, Chúa sẽ ủi an, Chúa sẽ làm cho gánh nặng ấy nó nhẹ nhàng. Chúa sẽ ban ân sủng của Ngài để giúp chúng ta kiên trì và nhẫn nại, vác thập giá đời mình mà đi theo Chúa. Chúng ta thấy có nhiều người khi đứng trước những đau khổ, khi đứng trước những bất hạnh thì họ tìm đến cái chết. Bởi vì họ nghĩ rằng chết sẽ giúp họ giải thoát những đau khổ, những bất hạnh. Bởi vì họ không có sức chịu đựng những cái cơn đau khổ ấy. Còn chúng ta là những người Công giáo, chúng ta có Chúa nâng đỡ. Xin cho chúng ta biết nhớ đến Chúa, biết chạy đến Chúa. Tuy nhiên, chúng ta thì luôn luôn muốn chạy đến với Chúa và cầu xin, và Chúa phải ban ngay lập tức theo kiểu mì ăn liền, thấy liền. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta lại là một Thiên Chúa cứ từ từ, cứ nhẫn nha. Chúng ta thấy Chúa nói hỡi ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa sẽ ban ân sủng, nhưng Chúa lại không nói rằng ban lúc nào. Ban lúc nào là chuyện của Chúa. Bổn phận của chúng ta là con là cái thì hãy biết cầu nguyện với Ngài. Cứ xin ơn được kiên trì nhẫn nại cầu nguyện. Chúng ta xin Chúa ban ân sủng của Chúa để giúp chúng ta biết luôn, biết kiên trì, biết tín thác vào Chúa. Amen.